chớp ngân thù. Khi đảng, thực ra cái vấn đề của Đảng Việt Nam Quốc dân Đảng đầu tiên thành lập thì họ cũng lấy trên cái phương diện đó là bạo lực lật đổ, dùng binh biến để thay đổi chế độ chính quyền lúc đó, chính quyền thực dân Pháp. Nhưng mà khi mà họ bị bắt, họ hy sinh, họ ra pháp trường và họ không hô một câu nào về vấn đề là Việt Nam Quốc dân Đảng muôn năm, hay là Việt Nam Quốc dân Đảng quang vinh muôn năm, hay như thế nào đó. Mà khi họ ra pháp trường, tất cả các đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng họ đều hô một câu duy nhất: Việt Nam vạn tuế, bốn từ. Và các bạn nên theo tôi ấy, thì vấn đề đó thì lên áp dụng đến cả mãi mãi sau này. Dù bất kỳ một đảng phái chính trị hay là một tổ chức nào, khi họ đấu tranh cho một cái quyền độc lập hay là tự do, dân chủ, nhân quyền, hay bất kỳ một vấn đề gì mà muốn thay đổi cái đất nước Việt Nam này tốt đẹp hơn, ngày càng tốt hơn, những cái vấn đề bất công xã hội phải được thay đổi, thì các đảng phái chính trị nên học tập Việt Nam Quốc dân Đảng vấn đề dân tộc, bỏ qua mọi vấn đề, mọi đảng phái chính trị, mọi quan điểm mà có thể chúng ta là bất đồng với nhau, tôi và các bạn. Các bạn có thể là về vấn đề các bạn ủng hộ chính quyền, ủng hộ nhà nước, ủng hộ Đảng Cộng sản. Tôi thì là quan điểm của tôi là không ủng hộ Đảng Cộng sản trong vấn đề, hoặc là tôi thì muốn đấu tranh để đòi một cái quyền tự do hơn, tốt đẹp hơn. Nhưng tất cả chúng ta đều có chung một cái mục đích, đó là đấu tranh cho cái đất nước này, đòi hỏi nhà cầm quyền, chính quyền, dù bất kỳ đảng phái nào, phải đặt quyền lợi của dân tộc, của đất nước này lên hàng đầu, và đưa đất nước này đến một cái tốt đẹp hơn, tự hào hơn. Thế thì em xin bổ sung thêm một số nhỏ nữa ấy. Chúng em cũng, nếu như nói rằng chúng em là những người ủng hộ chính quyền và ủng hộ Đảng Cộng sản thì cũng đúng thôi, nhưng mà nó chỉ đúng khi mà so sánh chúng em với những cái người mang tư tưởng dân chủ nhưng lại theo cái chủ trương đa nguyên đa đảng, chứ bọn em không phải là ủng hộ theo cái kiểu là ủng hộ một cách mù quáng rằng là cái gì cũng ủng hộ. Nói như này, tư tưởng của mình, chúng mình ấy cũng là muốn cho đất nước này sau này phát triển tốt đẹp hơn, nhưng mà mình có lý tưởng, đó là lý tưởng cộng sản, để áp dụng đúng vào đấy để cho cái đất nước phát triển hơn. Còn người ta có nhiều cái các con đường khác nhau để giúp đất nước phát triển lên mà. Đấy là quyền của mỗi người, mình không thể nào mà chúng ta lý tưởng của mỗi một người có một quan điểm riêng, mỗi người đều có một cái lý tưởng riêng, và đấy là cái quyền cá nhân của người ta. Cho dù lý tưởng nào đi chăng nữa, nhưng mà nếu như mục đích cuối cùng đều là mong muốn để một đất nước tốt đẹp hơn, muốn đất nước mình phát triển hơn, đấy là một điều rất đáng trân trọng. Nó trái ngược với những cái người họ nói một đảng, nhưng mà thực chất cái mong muốn của họ ấy là không phải là vì một Việt Nam tốt đẹp hơn, mà cái mục đích chính của họ nó mang tính chất cá nhân trong đấy quá nhiều. Khi đấy cái lợi ích cá nhân của họ đặt cái lợi ích cao hơn. Tôi hiểu ý các bạn. Đó là như tôi, khi tôi bằng tuổi các bạn, tôi nói thật chưa chắc các bạn ở đây đã là những người đã làm nên những cái lý tưởng và đỏ bằng tôi, tại vì tôi cũng từng hai lần học đối tượng đảng, và tôi cũng từng là một bí thư đoàn. Nhưng mà cái lý tưởng và cái quan điểm của tôi sau khi tôi thì đến một độ tuổi của tôi và một cái nhận thức riêng về cá nhân, về quan điểm, thì tôi không cảm thấy là tôi không thích Đảng Cộng sản nữa. Tôi không cảm thấy là những cái mà chủ trương đường lối của họ, cái lý thuyết và cái lý tưởng của họ tôi không nói, nhưng mà cách những người Đảng Cộng sản cầm quyền trên đất nước và họ đang lãnh đạo đất nước này thì họ không đồng quan điểm với tôi, thì tôi đấu tranh lại những cái bất công đó. Chứ còn quan điểm của tôi thì tất cả cùng muốn phấn đấu cho một Việt Nam tốt đẹp hơn. Và như bạn để các bạn vừa nói thì các bạn nói là những người họ đấu tranh, họ lúc nào cũng nói đấu tranh cho đất nước Việt Nam dân chủ,
đòi hỏi Việt Nam có dân chủ, nhân quyền, phấn đấu. Nhưng mà họ nói một đằng, họ làm một lẻo. Và họ luôn luôn họ đặt cái lợi ích cá nhân của họ lên trên hết. Và họ tư lợi cho họ, cái đó tôi ủng hộ. Và chúng tôi cũng phản đối những người như thế. Dù là những người đó có thể là bạn bè của tôi, hoặc những người đó có thể là những người tôi đang đấu tranh để họ phải thay đổi và họ phải minh bạch ra. Đó là tôi xin lỗi các bạn, tôi nói thẳng, đó là những người lãnh đạo bây giờ họ cũng rất giàu. Không, cái đấy chứ anh không phủ nhận cái việc họ giàu ấy không. Em đã từng có một bài viết, như là trong bài viết đấy quan điểm của em nói rất rõ là không thể dùng từ những người cộng sản tùy tiện được. Và những người cộng sản này là những người thế nào? Phải là những người như là cụ Giáp hay cụ Hồ. Chứ những người cộng sản như bây giờ có những người mà là lãnh đạo của đất nước nhưng họ tham ô tham nhũng, họ tiêu cực thế này kia, họ không thể gọi là những người cộng sản được. Họ chỉ mang mác cộng sản thôi. Họ là những đảng viên. Vâng, đảng viên. Em nói là không chỉ là cái mác. Người cộng sản. Người cộng sản nó khác. Cái từ người cộng sản của nó phải bao gồm cả như bác Hồ dạy cán bộ hay là đại tướng của dân. Đấy là người cộng sản. Em thấy cũng có rất nhiều người họ không phải đảng viên nhưng họ là những người cộng sản. Còn như chúng em không phải đảng viên, chúng em không dám tự nhận mình là người cộng sản. Chúng em chỉ là những người mang tư tưởng cộng mang sản, tư tưởng. Không phải người cộng sản. Qua một bài viết, nhiên, tôi đã viết rất rõ rồi. Bọn em, chúng em là những người mang tư tưởng cộng sản và có thể tạm gọi những người như anh là mang tư tưởng dân chủ đi. Cho dù chúng ta không cùng một lý tưởng, tôi không cùng, thì không cùng một quan điểm. Tư tưởng dân chủ không phải mình tôi, các bạn cũng có tư tưởng dân đúng chủ. Đúng rồi. Ai cũng là muốn đấu tranh cho dân chủ, tự do, nhân quyền. Và quan trọng là cách thức và cái lý tưởng của mọi người muốn đấu tranh, muốn đòi hỏi. Như những người như chúng tôi là những người đấu tranh những cái bất công sai trái, và mục đích của chúng tôi rằng muốn đòi hỏi Việt Nam có một chế độ dân chủ đa nguyên đa đảng. Và khi đó chúng tôi đa đảng không phải để đánh bật hay là để thay đổi hay lật đổ chế độ cộng sản đảng cộng sản, mà khi mà chúng tôi muốn đấu tranh có đa đảng, có dân chủ, dân nhân quyền đa nguyên, khi đó đảng cộng sản họ được lòng dân, họ có uy tín. Bất kỳ một đất nước dân chủ nào khi một cái đảng phái đó họ có uy tín, họ được lòng dân thì họ vẫn là người lãnh đạo. Còn nếu họ khi mà có dân chủ đang nguyên rồi, nhiệm kỳ này 5 năm 10 năm chẳng hạn, họ không được lòng dân, họ không làm tích cực cái gì họ đã nói, thì nhiệm kỳ sau họ phải nhường cho người khác làm. Đó là quan điểm của tôi khi tôi đấu tranh, tôi hỏi. Còn họ nọ có nhiều người nói rằng tôi ký lượng lật đổ đảng cộng sản, lật đổ làm gì cho nó mệt, tôi đấu tranh để họ có dân chủ đang nguyên. Khi đó người lật đổ đảng cộng sản không phải là tôi, cũng không phải các bạn, không phải tất cả ai của chúng ta ở đây, mà là cái lá phiếu. Chờ thuyền là dân, là thuyền cũng là dân. Tôi thì tôi mong muốn là thay đổi đất nước này bằng một lá phiếu. Tôi còn em thì tôi muốn thay cá nhân đổi em thì lá phiếu. Thích cái kiểu lãnh đạo đất nước độc đảng như Singapore chẳng hạn. Singapore là một ví dụ. Mà ví dụ như đó, nếu mà những người chống cộng ấy mà hay dùng từ là đảng cộng sản Việt Nam độc tài, thì phải nhìn ở Singapore độc tài, đây là độc tài gia đình của ông Lý Quang Diệu. Nhưng mà đây không phải dùng được. Đấy là họ, đấy là theo quan điểm của họ thì họ nói là độc tài, chứ đối với quan điểm của em không nói là độc tài, mà em thích cách lãnh đạo độc đảng như của Singapore. Mà Việt Nam nói riêng ấy, và Đông Á, nền văn hóa Đông Á nói chung ấy, thì nên lãnh đạo độc đảng. Nếu đang nguyên đa đảng thì em nghĩ là sẽ có những vấn đề như phức tạp về chính trị, tình hình chính trị. Tôi hiểu ý bạn, nhưng mà vấn đề đa nguyên đa đảng ấy thì do bàn sau. Okay. Dù sao có thể giữa chúng em và anh là chúng ta không cùng quan điểm, nhưng chúng ta đều có một mục đích chung là mong muốn một đúng đất rồi. Nước phát triển thịnh vượng và tốt đẹp hơn. Đấy là một điều rất đáng trân trọng. Và những cái người mà có tư tưởng như anh thực sự bây giờ phải nói là rất là hiếm. Chúng ta vẫn có thể làm bạn đúng không? Mặc dù là tư tưởng nhưng chúng ta có thể làm tôi bạn nói vì với chúng các ta bạn có rằng cái đấy. Chúng ta nếu đều mà đỏ da vàng, tôi mà đúng không? Đều là người Việt Nam. Các bạn nói nếu mà như nhiều người nói bảo tôi căm thù thế này nọ, thực ra tôi không căm thù cộng sản. Tại vì tôi cũng sống lên nhờ từ lôi cộng sản. Nhưng mà sao? Tôi thấy cái sai trái của họ và cái không đúng, những cái điều không đúng và những cái điều làm. Thực ra có những điều tôi nói người cộng sản thì không đúng, nhưng mà đảng cộng sản khi lãnh đạo đất nước này trong cái thời kỳ mới đây thì họ đã làm rất nhiều việc mà nó làm cho cái đất nước mình nó đi xuống tụt hậu hơn so với nước khác. Vì theo những gì quan điểm của tôi hiểu nhá. Đó, còn tôi thì nói gì tôi tự chịu trách nhiệm với những gì tôi nói. Không phải ai cũng dám tự chịu trách nhiệm với những lời nói không, của mình. Tôi nói gì tôi tự chịu trách nhiệm. Và một điều duy nhất tôi mong muốn rằng Đảng Cộng sản
họ phải thay đổi do với nhịp độ thế giới. Khi không thể mãi mà phát triển đi theo một con hướng riêng của mình, và nếu họ lúc nào đó họ được lòng dân, họ được thế này nọ, thì tôi vẫn mong muốn điều của tôi vẫn cương quyết đi theo hướng của tôi. Đó là vấn đề đa đảng, tôi muốn có sự đa nguyên, và điều đặc biệt tôi muốn quyền tự do ngôn luận. Với chính tôi thì thực ra cái câu chuyện nó hơi dài, có một dịp đó tôi sẽ kể các bạn vấn đề tự do ngôn luận. Nhưng mà tôi muốn rằng đến đời tôi và con cháu tôi, cháu chắt tôi, nó được nói bất kỳ một điều gì, và khi chúng nó nói ra, chúng nó phải tự chịu trách nhiệm với lời nói của mình, và không phải nhìn trước ngó sau, không bị quy chụp là phản động hay là thế nào cả. Và họ nói có về quyền. Vấn đề tự do ngôn luận ấy, thì em thấy nó rất là đấy, rộng. Mà nếu như đấy, chúng ta ý tôi ở đây là ấy, cái lý tưởng của tôi ấy, chúng ta nói ở đây ấy, thì để nói tranh cãi thì mỗi người đều có những cái lý lẽ riêng của mình. Cho nên riêng về vấn đề tự do ngôn luận thì em nghĩ rằng chúng ta sẽ dành một buổi nào đấy chúng ta thảo luận riêng về cái vấn đề này. Còn hiện tại ấy, chúng ta đang nói về cái chuyện về đa nguyên và đa đảng. Anh có thể là đúng là Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang là người lãnh đạo đất nước, và đất nước họ vẫn có những cái nhiều cái chủ trương, cái chính sách chưa hợp lý, chưa thật sự là đúng đắn. Tuy nhiên anh có thể yên tâm một điều rằng chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân. Bất kể một thứ gì, một tổ chức, một chính đảng nào, nếu như không được, không phải cái vấn đề không được lòng dân, mà nếu như nó không đi theo một cái quy luật phát triển chung ấy, thì nó sẽ không thể tồn tại được. Và kể cả Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, không phải hy vọng, đó là không phải hy vọng mà lịch sử đã chứng minh. Và Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay ấy, không hẳn là đi theo cái chủ nghĩa Mác Lênin hoặc là đi theo hoàn toàn theo cái chủ nghĩa Mác Lênin, mà chúng ta đã có những thay đổi để nó phù hợp hơn với thời cuộc. Và em cũng tin rằng là sau này sẽ còn rất nhiều những thay đổi nữa để phù hợp với thời cuộc, và để đấy cũng là một cách để Đảng Cộng sản tồn tại. Bởi vì Đảng Cộng sản chủ nghĩa Mác Lênin ấy, là nó xuất phát từ trước, và bây giờ thế kỷ này thì sẽ có những nhiều sự thay đổi trong xã hội, thì buộc các đảng phái chính trị tất cả trên thế giới đều phải theo một quy luật chung như vậy. Nhưng mà em vẫn thì tư tưởng của em vẫn ủng hộ cái sự cầm quyền của Đảng Cộng sản. Đó là quan điểm của bạn, và tôi vẫn ủng hộ. Và vấn đề lý tưởng tôi vẫn muốn đấu tranh cho một chế độ xã hội dân chủ có đa nguyên đa đảng. Và như bạn nói là Singapore họ điều hành đất nước trên một chế độ một đảng và gia đình. Thì thực ra theo tôi tìm hiểu thì gia đình ông Lý Quang Diệu là đảng gia đình thì đúng. Đó là gia đình ông ấy. Nhưng mà vấn đề là Singapore, đất nước họ nhỏ, và họ đâu có không cấm cho các đảng phái khác thành lập trong đất nước của họ đâu. Nhưng mà không có một đảng nào để họ đủ uy tín, nghiêm minh và đủ sức lực để họ đấu lại đảng của ông Lý Quang Diệu. Ngược lại về thời gian lịch sử của Singapore từ đầu thành lập. Chúng ta ở đây chúng ta theo tôi hiểu là thời điểm hiện tại, tại vì họ cũng tự thay đổi theo xa xôi quá rồi. Biết rồi, họ tự thay đổi theo cái nhịp sống của thế giới. Có không cho phép? So sánh như vậy là khập khiễng. Bởi vì nếu như ta muốn phân tích cái chuyện của Singapore thì chúng ta phải đi ngược dòng lịch sử về những cái thời gian trước của nó. Cho nên là ở đây chúng ta không bàn chuyện của Singapore. Tôi cắt ngang lời các bạn. Tôi kể cho các bạn nghe này nhá. Một câu chuyện vui thôi mà có thực tế có thật. Bây giờ các hội đoàn đảng phái, hội đoàn ở Việt Nam thành lập rất nhiều đúng không? Nhưng mà muốn thành lập một hội có đầy đủ con dấu chính thức được nhà nước công nhận, có con dấu đầy đủ, có pháp tư cách phạm nhân, hay chúng ta hay gọi là một tổ chức dân sự NGO đó, thì theo cái luật lập hội Việt Nam luật cũ, đó là nó rất nhiều các điều khoản đi kèm là phải vận động ban thành lập, như kiểu bây giờ là có văn đoàn Việt, vận động thành lập văn đoàn Việt Nam đấy. Đấy, chúng ta vận động rất thời gian kỳ rất dài để tìm các thành viên, rồi đại hội, rồi các thứ thành lập lên, rồi được nhà nước cấp phép. Nhưng mà khi những người mà có tư tưởng đấu tranh đòi các quyền tự do, dân chủ, tự do ngôn luận, khi họ muốn thành lập hội đó thì tôi biết là có những cái bây giờ có sự thay đổi cũng khá là nhiều. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người từng đã sống trong